Trong hai ngày 23-24 tháng 11, Viện Nghiên cứu Giáo dục và Phát triển Nhân lực tổ chức Hội thảo Hạnh phúc trong giáo dục năm 2024 với chuỗi hoạt động gồm 4 phiên, quy tụ các chuyên gia giáo dục hàng đầu trong nước và trên thế giới, thảo luận chia sẻ các kỹ năng, phương pháp về các cấu trúc, mô hình để có môi trường học tập hạnh phúc cho học sinh. Trong phiên khai mạc sáng nay, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn và anh hùng lao động Thái Hương, nhà sáng lập EDI và hệ thống trường TH School là hai diễn giả đặc biệt đưa ra các định hướng và tầm nhìn chiến lược về đổi mới giáo dục hướng tới môi trường học tập hạnh phúc. Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đánh giá cao sáng kiến tổ chức hội thảo này, hạnh phúc trong giáo dục. Theo Bộ trưởng, cách đặt vấn đề này rộng, bao trùm hơn và sâu hơn cách đặt vấn đề phát triển các trường học hạnh phúc. Bộ trưởng cũng đưa ra 10 yếu tố giúp hình thành trạng thái hạnh phúc cho người học trong hoạt động giáo dục, trong đó nhấn mạnh, trong hoạt động giáo dục, thầy luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu, luôn chia sẻ là điều quan trọng, khiến cho việc học của học sinh trở nên hứng thú. Các diễn giả quốc tế cũng có các bài giảng cung cấp góc nhìn sâu sắc về việc tích hợp hạnh phúc và mục tiêu cá nhân vào môi trường giáo dục, chia sẻ những kinh nghiệm về giáo dục toàn diện và học tập cá nhân hóa, đặt mục đích và hạnh phúc là trọng tâm trong giáo dục. Thông qua hội thảo hạnh phúc trong giáo dục năm 2024, Viện EDI mong muốn lan tỏa các giá trị tích cực, hỗ trợ đào tạo giáo viên để góp phần xây dựng một hệ sinh thái giáo dục lành mạnh và tạo động lực phát triển không chỉ về mặt học thuật mà còn về thể chất, tinh thần và mối quan hệ xã hội cho học sinh, xây dựng môi trường học tập hạnh phúc